Xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là chúng ta xem lại chiếc camera EZFit và chúng ta lấy cái đoạn video từ camera về điện thoại như nào. Thì các bạn sẽ vào phần mềm EZFit và các bạn sẽ chọn đến chiếc camera các bạn muốn xem lại và chúng ta lấy dữ liệu. Và đây là chiếc camera xem đang xem trực tiếp. Để các bạn này, mình sẽ tắt tiếng cho dễ. Thì để các bạn lưu trữ cái đoạn video từ camera về máy tính về điện thoại, thì các bạn sẽ có hai cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ chụp ảnh và lưu video ở hiện tại. Ví dụ chúng ta đang xem chiếc camera đang ở hiện tại và chúng ta muốn chụp, thì chúng ta sẽ bấm vào chụp hình ảnh, chụp màn hình. Và các bạn muốn lưu video thì các bạn bấm ghi vào đây, thì chiếc camera này nó sẽ lưu cái đoạn video này vào phần mềm cho các bạn. Còn cách thứ hai là các bạn lưu cái đoạn video hay là chụp ảnh của quá khứ, thì các bạn sẽ bấm vào thẻ nhớ và các bạn chọn đến ngày các bạn muốn xem lại và muốn lấy dữ liệu của cái ngày các bạn cần thiết. Ví dụ như ngày, sau đó các bạn chọn đến ngày các bạn muốn mong muốn. Ví dụ như ngày có dữ liệu là có cái chấm xanh xanh đây. Đấy. Khi các bạn chọn xong thì các bạn sẽ chọn đến cái múi giờ các bạn cần muốn xem. Ví dụ đây. Và các bạn muốn chụp cái ảnh của quá khứ, các bạn bấm chụp màn hình. Nếu các bạn muốn ghi cái đoạn video của quá khứ đấy vào để chúng ta lấy từ dữ liệu của camera về điện thoại, các bạn bấm vào đây. Khi các bạn đã lưu các đoạn video cần thiết rồi và chụp ảnh các đoạn video cần thiết rồi, thì các bạn sẽ bách ra và các bạn sẽ bấm vào biểu tượng thằng người bên tay trái, bấm vào album. Thì ở đây là cái đoạn, những cái đoạn video và hình ảnh các bạn đã chụp và quay của hiện tại và của quá khứ, mà các đoạn video và hình ảnh các bạn cần thiết, và các bạn bấm vào đây và các bạn sẽ bấm lưu và download, nó sẽ lưu vào album của điện thoại cho các bạn. Đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách lấy hình ảnh và video của hiện tại và quá khứ để chúng ta từ camera về điện thoại để chúng ta lấy những cái đoạn video hay hình ảnh cần thiết. Và cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần lấy dữ liệu của chiếc camera EZFit về điện thoại. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông, để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.